Chúc mừng năm mới 2024 Giáp Thìn đã đến. Bên tử vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, bên tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị. Đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích. Hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật, sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Đinh Tị sinh 1977, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được cát tinh soi chiếu, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu nứt két. Quý vị thân mến, trong cuộc đời này chúng ta hoàn toàn không thể đoán được mình sẽ có cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh ra sao, giàu sang hay nghèo hèn, về già sướng hay khổ, cuối đời còn lại gì, tất cả đều đã được ông trời định đoạt sẵn, cho sung sướng thì được sung sướng, bắt nghèo hèn thì phải nghèo hèn, khi thời vận không thông càng cưỡng cầu càng bết bát. Bởi vậy mà ngày nay con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đón lành tránh dữ, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Theo tiết lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông, có con giáp tuổi Đinh Tị sinh 1977 là người có tính tình nhanh nhẹn, thông minh, tháo vát. Nhưng dù là vậy nhưng tuổi trẻ vẫn không thoát khỏi vận hạn, tài ương. Nhưng bước sang tháng Tết âm lịch tới đây, con giáp này sẽ được hưởng phúc tổ tiên, kiếm tiền nhiều như nước. Đặc biệt nếu quý vị lắng nghe hết những điều Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây, đảm bảo sung sướng trăm bề, là một hưởng 10, tiền chất đầy kho, không lo nghèo khó. Vậy vận trình tử vi chi tiết các phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Tị sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng Tết âm lịch? Làm sao để có thể nắm bắt trọn vận may này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây quý vị nhé! Quý vị thân mến, sau khi nghỉ hưu hãy học cách từ bỏ ba điều này, tuổi già càng sống lâu sống thọ, thoải mái và thêm viên mãn. Từ bỏ thói quen sinh hoạt xấu. Khi còn trẻ chúng ta thường bỏ mặc việc chăm sóc sức khỏe, ta hay duy trì một vài thói quen xấu như ăn những thực phẩm có sẵn, dầu mỡ hay thức khuya, tăng ca liên tục, hoặc thi thoảng giao lưu nhậu nhẹt. Đây đều là những thói quen trực tiếp bào mòn sức khỏe của bạn. Khi về già, nên tránh tuyệt đối những thói xấu như hút thuốc hay rượu bia để giảm bớt gánh nặng cho cơ thể và ngăn ngừa các bệnh mãn tính ung thư, cũng như các yếu tố gây hại cho sức khỏe khác. Thoát khỏi tâm lý tiêu cực. Tâm lý là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định tất cả. Sau khi nghỉ hưu, bạn hãy loại bỏ những tâm lý tiêu cực, bi quan thu mình. Thay vào đó hãy cố gắng giữ trạng thái vui vẻ tích cực để có một tâm lý thoải mái và ổn định. Hãy suy nghĩ về những sở thích, điểm mạnh hoặc thành tích mà bản thân đã đạt được. Luôn biết ơn gia đình người thân và bạn bè, hoặc tham gia những hoạt động xã hội ý nghĩa sẽ giúp bạn có tâm lý tốt hơn. Thay vì ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, hãy kết bạn với nhiều người tích cực, cùng chí hướng và cùng nhau làm nhiều việc có ích cho sức khỏe và gia đình, xã hội. Điều này sẽ giúp bạn có trạng thái tâm lý tốt hơn, tăng cảm giác hạnh phúc và hài lòng. Đồng thời, chúng sẽ ngăn ngừa các vấn đề, yếu tố gây hại cho sức khỏe như trầm cảm, lo lắng. Bỏ thói quen lệ thuộc. Sau khi nghỉ hưu hãy tập từ bỏ những thói quen ỷ lại, thụ động, tiêu cực, duy trì những thói quen độc lập, chủ động và tích cực. Khi còn trẻ chúng ta có thể dựa vào các yếu tố bên ngoài như công việc, xã hội, gia đình để hỗ trợ, ỷ lại. Nhưng sau khi nghỉ hưu hãy học cách tự chủ cuộc sống của mình, không nên phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài. Hãy tự yêu thương và giúp đỡ chính bản thân mình. Hãy học cách chú ý đến những sở thích cá nhân, trau dồi những kỹ năng, kiến thức, thực hiện những mục tiêu và ước mơ dang dở ngày còn trẻ. Điều này sẽ nâng cao sự tự tin trong bạn, loại bỏ cảm xúc tiêu cực về sự mất mát, bất lực. Bằng cách từ bỏ những điều này, chúng ta có thể làm cho cuộc sống sau này của mình hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và có chất lượng tốt hơn. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Đinh Tị sinh 1977. Tuổi Tị là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại, nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước.
Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, học tích chữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của người tuổi Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích chữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Tuổi Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, Tuổi Tỵ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến Tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Tuổi Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ. Dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Tỵ không tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang không biết người này là bạn hay thù. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, Tuổi Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Người tuổi Tỵ có một sức sống dồi dào, mãnh liệt. Họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài, ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuổi Tỵ nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà. Lúc còn nhỏ tuổi Tỵ có phần nhút nhát yếu mềm. Khi trưởng thành họ trở nên cởi mở thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương quý mến. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Tỵ dễ xúc động và mùi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Tuổi Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình. Đôi khi họ làm việc quá căng thẳng dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Nhìn chung vận trình tử vi tháng Tết của người tuổi Đinh Tỵ tràn đầy màu sắc may mắn. Khi có Thiên Đức và Thiên Vu Cát Tinh chiếu mệnh, bạn vừa có thái độ sống vui vẻ, cởi mở lại hòa đồng và nhiệt tình trong mọi việc, nên làm gì cũng có quý nhân theo sau trợ giúp. Đinh Tỵ thông minh và ham tìm tòi mọi thứ, luôn làm mới bản thân để không bị tụt hậu dù đang ở độ tuổi nào đi nữa. Bên cạnh đó, sự tò mò cũng như tinh thần ham học hỏi cũng đem tới cho con giáp này nhiều thông tin bổ ích đầu năm mới. Có một điểm đặc biệt là do ảnh hưởng của Thiên Vu khá nhiều, nên tháng Tết này Đinh Tỵ sẽ có tín ngưỡng về tôn giáo khá mạnh. Nhiều người dành khá nhiều thời gian để đi lễ chùa hoặc tìm hiểu về kiến thức tôn giáo mình đang theo đuổi. Tử vi tháng Tết năm 2024 của 12 con giáp âm lịch có nói thêm rằng thời gian này Đinh Tỵ có sự tiến bộ trong mọi mặt, nhưng tư tưởng sống mới là thứ cốt lõi, giúp bạn thay đổi hoàn toàn thành con người khác. Đinh Tỵ sống hài hòa và an nhàn hơn nhờ lối suy nghĩ tiến bộ và thích để số phận an bài, không oán trách hoàn cảnh hiện tại. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Đinh Tỵ âm lịch nói rằng bạn nên tìm kiếm sự hợp tác từ các đối tác và đừng sợ lợi ích của mình bị chia rẽ. Thông qua sức mạnh của tập thể, bạn có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Đường học hành của các bạn tuổi này rất sáng lạn nhờ sự nỗ lực của bản thân, chăm chỉ học hỏi và có tinh thần phấn đấu. Không muốn bản thân thua kém ai, ngay cả việc khai bút đầu xuân cũng được bạn nghiêm chỉnh thực hiện.
ngoài việc giảm bớt mệt mỏi, bạn còn có thể khiến công việc của mình tiến triển suôn sẻ hơn và nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong những ngày cận Tết âm lịch. Nhưng nếu đang bí mật thực hiện một số nhiệm vụ không thể lộ rõ hoặc có bí mật giấu kín, thì tháng này bạn nên đặc biệt chú ý vì có thể bị lộ do bất cẩn, gây ra sự cố, hậu quả khá nghiêm trọng. Tháng Tết bạn chỉ cần chú ý điều đó thôi là công việc cực kỳ ổn. Thiên Đức Các Tinh xin bạn đừng đánh mất tham vọng của mình. Đến giữa tháng bạn sẽ chợt ngộ ra, sẽ có những cơ hội rất tốt để tận dụng. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của cấp trên và đồng nghiệp một cách bất ngờ. Về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Về phương diện vận may tài chính, tháng này thiên về tài lộc, bạn có thể tham gia vào việc quản lý tài chính giúp gia đình hoặc góp vốn làm ăn ngắn hạn cho dịp Tết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những cơ hội và hy vọng mới sẽ bắt đầu xuất hiện trong công việc và sự nghiệp làm ăn kiếm tiền đầu năm mới của người tuổi Đinh Tỵ. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có thể được người khác cho lộc hoặc nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi bất ngờ mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Thiên Đức đi kèm với phát tài, phát lộc, nên con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về mặt tiền bạc, làm ăn mạnh tay, cứ hết lại có tiền về, khó mà rơi vào hoàn cảnh túng thiếu được vì bạn thông minh luôn biết cách huy động vốn cho bản thân. Trong tháng này, con giáp tuổi Đinh Tỵ cũng có thể nhận được một số tin vui bất ngờ như nhận được cơ hội việc làm mới, thăng chức hoặc khen thưởng nóng. Về phương diện tình cảm, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được người thân ở xa của mình, có thể sẽ được cầu hôn một cách bất ngờ. Nếu bạn có người yêu thì tháng này là thời điểm thích hợp để cầu hôn. Không những điều đồng sự ý của cả cha và mẹ mà còn có sự tác thành của số phận mang tới. Những cặp đôi đang yêu sẽ phải xa nhau một thời gian ngắn trong tháng này. Hãy dành cho nhau đủ sự tin tưởng và một khoảng không gian nhất định trong thời gian xa cách. Hãy nhớ giữ liên lạc và thể hiện sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Tình duyên của người độc thân có xu hướng phát triển khá tốt. Bạn có thể duy trì tình cảm khá tốt với người khác giới. Nếu chủ động bày tỏ tình cảm thì hai bạn sẽ có sự phát triển hơn nữa. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ nhận thấy phương diện sức khỏe của mệnh chủ bình ổn, không có điều gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Tuy nhiên, thời gian này hội hè đình đám nhiều, tiệc tùng liên miên, ăn uống vô độ khiến cơ thể dễ bị tăng cân, mệt mỏi. Lại thêm kỳ nghỉ lễ khá dài, cơ thể đang ở trạng thái lười vận động hơn trước. Bạn nên lấy lại nhịp độ rèn luyện bình thường, điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ nghỉ, tránh để lệch đồng hồ sinh học. Khi đó các triệu chứng khó chịu sẽ sớm bị đẩy lùi. Trong tháng đầu xuân năm mới, những chú rắn cũng nên chú ý dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn được đảm bảo trong trạng thái ổn định. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần, tháng Tết âm lịch của người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tuần này tuổi Đinh Tỵ có dịch mã, nên vận trình đầy ắp sự chuyển động với nhịp độ nhanh và mạnh. Nếu có thể bắt kịp với những thay đổi liên tục, không ngại đi xa, năng động và tự chủ thì bạn sẽ kiếm được không ít tiền. Tuy mệt và vất vả nhưng cũng là trải nghiệm rất tốt, đừng nên bỏ lỡ. Công việc có nhiều chuyển biến, có thể bạn sẽ thay đổi địa điểm làm việc, đổi môi trường hoặc chuyển sang làm ở vị trí khác. Không thể nói trước là sự điều chuyển này tốt hay xấu. Đó vừa là thời cơ nhưng đồng thời cũng là thử thách rất lớn đối với bạn trong thời điểm này. Người độc thân gặp đào hoa, nhưng là đào hoa sát, nên thận trọng trong các mối quan hệ với người khác giới, tránh rước phiền phức vào thân. Người đã có gia đình nhất định phải tăng cường bồi dưỡng tình cảm với đối phương để tránh có người thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc. Ra ngoài để phòng tranh cãi, bất luận là đúng sai thế nào, thì bạn cũng chúc bực vào thân. Chuyện gì có thể bỏ qua thì nên để nó qua đi. Đừng quá sân si tính toán, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, nhường nhịn bao dung một chút chẳng làm bạn thiệt đi, mà ngược lại còn tích thêm phúc báo cho mình. Tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Đinh Tỵ có nhiều dự định trong công việc, nhận được sự nâng đỡ của quan tinh, nên phần nào hoàn thành kế hoạch. Giữa tuần là thời điểm thuận lợi để con giáp này triển khai đẩy mạnh. Lúc này bạn sẽ nhận được nhiều đóng góp giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, thực thần giúp bạn có tài ngoại giao, biết cách hòa nhập với môi trường mới rất nhanh chóng, nên thích nghi tốt với điều kiện hoàn cảnh, kể cả bất ngờ được giao nhiệm vụ cũng không hề nao núng,
mà tự tin gặt hái được kết quả khiến người khác phải bất ngờ. Tài lộc cũng theo đó mà kéo tới, càng ngày thu nhập càng tốt hơn, nhưng vấn đề tình cảm lại không suôn sẻ, khiến tinh thần của tuổi Đinh Tỵ trùng xuống. Bạn có nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ, rung động mà chẳng dám hành động, nên vẫn chưa thành đôi. Với người đang yêu, đã kết hôn thì mối quan hệ ổn định xong có phần nhàm chán, cần thêm sự kích thích, đổi mới để thay đổi nhịp sống mờ nhạt buồn tẻ. Chủ động mở lời hẹn hò là chìa khóa thành công cho bạn, đừng ngại ngần cả khi người đó chưa bật tín hiệu đèn xanh, hay nếu bạn là nữ giới, không hơn thua gì một lời mời, có thể sẽ bị từ chối. Nhưng đó là dấu hiệu của sự khởi đầu tích cực, bạn dám thay đổi thì nhân duyên sẽ có nhiều mới mẻ. Tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Đinh Tỵ khá lý tưởng, dù là phương diện công việc hay chuyện tình cảm đều gặt hái được những thành quả nhất định. Cái chính là bạn đã tìm ra định hướng tương lai, mọi thứ rõ ràng chứ không còn mông lung như trước. Công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, những khó khăn hay vấn đề khúc mắc trong công việc sẽ được xử lý triệt để, tư duy sáng tạo, trí tuệ thông thái của bạn được phát huy tối đa, dù cấp trên có đưa ra yêu cầu cao tới đâu, bạn cũng vẫn hoàn thành xuất sắc. Với những ai đang có ý định nhảy việc, bạn nên tận dụng tốt các mối quan hệ xã giao để tìm được công việc ưng ý, nhưng thời điểm này bạn tha hồ mà lựa chọn. Người kinh doanh, buôn bán cần thận trọng khi tiếp xúc với đối tác tuổi Dần, Sửu, tránh tình trạng bằng mặt không bằng lòng, kết quả cuối cùng khiến cả hai đều phải chịu tổn thất. Nhân duyên của người độc thân vượng, không khó để tìm cho mình đối tượng ưng ý, tiến trình phát triển tình cảm nhanh chóng mặt, khiến bạn cũng cảm thấy bất ngờ. Tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, so với những con giáp khác, tuần này vận trình của người tuổi Đinh Tỵ vẫn khá khả quan, dù cũng phải tất bật, bận rộn và đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Dịch mã động tinh xuất hiện, mang theo điểm báo vất vả, chạy đôn chạy đáo, nhưng bù lại, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không uổng công tốn sức đâu mà lo. Nhờ sự nỗ lực và những biểu hiện xuất sắc của bạn trong thời gian qua, mà khách hàng lớn có tiềm lực kinh tế mạnh đã để mắt tới, bạn cần chủ động và khéo léo nắm bắt cơ hội này để tăng thêm thu nhập và mức thưởng hoa hồng. Tình cảm, hứa hẹn nhiều cung bậc cảm xúc, yêu có, giận hờn có, dù thế nào đi nữa, hãy để tình cảm diễn ra theo lẽ tự nhiên nhất. Khi ấy bạn mới là chính mình, mới có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của riêng mình. Khi tình yêu mờ nhạt, buông bỏ cũng là sự lựa chọn thông minh. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài.
ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng, thưa quý vị, ai chẳng từng mệt mỏi khi cuộc sống gặp khó khăn, nhưng quan trọng là cách chúng ta vượt qua chúng như thế nào. Mỗi lần như thế sẽ hình thành nên nhân cách con người trọn vẹn nhất của chúng ta. Sau đây xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện Bằng cách nào con sâu qua sông. Trong giờ sinh học, thầy giáo đặt câu hỏi với cả lớp: các em có biết loài sâu qua sông bằng cách nào không? Một cậu học sinh vô cùng lanh lợi ngay lập tức giơ tay và tự tin đưa ra câu trả lời: thưa thầy, con sâu đi qua cầu để sang sông ạ. Thầy giáo nghe câu trả lời cùng giọng nói hồn nhiên của trò, vừa cười vừa lắc đầu: không có cầu bắc qua sông, con sâu nằm trên chiếc lá để qua sông ạ. Cậu học trò lại nhanh nhảu đáp. Thầy giáo đáp: chiếc lá bị nước cuốn trôi đi rồi, thế thì con sâu bị một con chim nuốt vào trong bụng bay qua sông, như vậy thì con sâu đã chết rồi. Và việc qua sông cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc này trong lớp không ai còn câu trả lời nào nữa. Những cô bé cậu bé ngồi im lặng chờ đợi câu trả lời từ thầy giáo. Các em biết không, con sâu nếu muốn qua sông thì chỉ có một cách, đó là biến thành bưng bướm. Nhưng từ sâu thành bướm là một quá trình vô cùng gian nan, là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của nó. Nó ở trong cái kén tù túng, chật trội, ban ngày cũng như ban đêm, không ăn không uống. Nỗi khổ này phải trải qua trong một thời gian rất dài. Vạn vật trên trời đất, phàm là con người hay hoa lá, cỏ cây muốn sống trên đời thì ắt hẳn đều phải trải qua những ngày tháng vất vả vươn lên để sinh trưởng và phát triển. Chúng ta cũng như những chú sâu vậy, nếu muốn qua sông cần đủ thời gian hội tụ và đủ nghị lực vượt qua khó khăn mà không bao giờ bỏ cuộc, thì một ngày mới hóa thành bướm, để sang được sông. Khi nằm trong cái kén, chú sâu đã không ngừng thử thách, biến đổi chính mình để sau đó tự mình thoát được cái kén, hóa thành bướm. Và khi đó không chỉ bay được qua sông mà nó còn được thỏa sức bay lượn khắp mọi nơi, tới bất cứ đâu mà nó muốn. Cuộc sống gặp khó khăn hay thuận lợi, luôn song hành tồn tại, giống như một bản nhạc có những nốt cao thánh thót và những nốt trầm sâu lắng. Vậy nên, thiếu đi bất kể nốt nhạc nào cũng khiến bản nhạc trở nên không hoàn hảo. Nếu sinh ra mọi thứ đã có sẵn, cuộc sống luôn đầy đủ, thì đâu còn động lực để chúng ta lớn lên, trưởng thành hóa thành bướm. Vì thế, có nhiều người dù sinh ra đã ngậm thìa bạc, nhưng họ vẫn tạo ra những thử thách cho chính mình và họ xem đó là cơ hội để khai phá bản thân. Thay vì than thân trách phận vì cuộc đời không như ý, khi gặp phải một vấn đề khó khăn, rắc rối, hãy xem đó là bài học, kinh nghiệm, cơ hội khám phá chính mình. Bạn sẽ cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn, cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng, trở thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó, đối mặt với khó khăn chớ nên rối trí, cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi, cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn. Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, ắt hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi, và thực tế là hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác. Hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời này. Vâng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.